Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Giờ Tin Sáng ngày 28 tháng 4. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc, hoạt động kinh doanh chương trình du lịch giá rẻ tour không đồng. Các sở du lịch, sở văn hóa thể thao và du lịch cần triển khai đồng bộ công tác quản lý kinh doanh lữ hành, đặc biệt là hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc bằng đường bộ qua các cửa khẩu quốc tế, các hoạt động bán hàng, bán tour ngoài chương trình cho khách du lịch. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong cả nước thực hiện công tác quản lý ngoại hối, trong đó tập trung vào việc thanh toán chuyển tiền của các doanh nghiệp lữ hành đối với đối tác nước ngoài, việc thanh toán bằng ngoại tệ tại các điểm dịch vụ, điểm mua sắm phục vụ khách du lịch. Còn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm rà soát, chấn chỉnh công tác cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên du lịch sử dụng các ngoại ngữ ít thông dụng. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 5 tại thành phố Đà Nẵng, Đại hội Du lịch Golf Châu Á Asia Golf Tourism Convention năm 2017 sẽ diễn ra với sự tham gia của 650 đại biểu đến từ 37 quốc gia, đại diện cho các nhà điều hành tour du lịch golf, các sân golf, tập đoàn golf cũng như các công ty lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam và thế giới. Đại hội Du lịch Golf Châu Á do Tổ chức Du lịch Golf Thế giới EAGTO tổ chức là sự kiện của ngành công nghiệp du lịch golf với quy mô toàn cầu. Đây là dịp để các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp có cơ hội gặp gỡ, giới thiệu những sản phẩm mới, sân golf mới, gặp gỡ các đối tác trong ngành cũng như các khách sạn, doanh nghiệp du lịch lữ hành khác. Trong khuôn khổ sự kiện từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 5, các hoạt động chính như hội nghị golf châu Á, hội thảo về giá trị du lịch golf, chương trình farm trip và giải golf hữu nghị sẽ được tổ chức tại các khách sạn và sân golf trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam như cung hội nghị ICB Furama, khách sạn Sandy Beach Non Nước Đà Nẵng, khách sạn Pullman Đà Nẵng Beach Resort, sân golf Bà Nà Hill. Việc đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Du lịch Golf Châu Á lần thứ 6 tại Đà Nẵng không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch trong nước kết nối với các đơn vị kinh doanh du lịch quốc tế, mà còn kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch golf tại Đà Nẵng. Tổ chức Du lịch Golf Thế giới dự đoán kết quả từ Đại hội Du lịch Golf Châu Á lần này sẽ mang lại 20 triệu đô la Mỹ một năm vào nguồn thu du lịch Đà Nẵng và tăng lên đến 40 triệu đô la Mỹ một năăm nguồn thu du lịch golf trong giai đoạn năm 2018 đến 2019. Tại buổi họp báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Nguyễn Minh Quang, trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang nợ phí nhà thầu thi công 1.339 tỷ đồng. Theo ông Quang, từ tháng 9 năm 2016 đến nay, việc giải ngân vốn ODA cho các nhà thầu đã không được thực hiện do Trung ương không giao bổ sung kế hoạch vốn ODA năm 2016 và vẫn chưa giao kế hoạch vốn năm 2017. Thành phố hối thúc nhà thầu làm càng sớm càng tốt, nhà thầu chấp thuận và làm quyết liệt nhưng họ cũng gay gắt trong việc yêu cầu thanh toán đúng tiến độ. Dù thành phố đã kiến nghị Trung ương nhưng vẫn chưa được giải quyết. Năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 5.400 tỷ đồng thanh toán cho nhà thầu thi công tuyến Metro số 1, nhưng vốn Trung ương chuyển về chỉ có 2.100 tỷ đồng. Với tình hình trên, khi đặt vấn đề về vốn cho một số tuyến Metro khác, phía JICA, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết họ rất quan ngại trong việc bố trí vốn cho các dự án khác. Cũng theo ông Quang, thành phố cần cơ chế thanh toán theo tiến độ thi công dự án, chứ không phải là từng đợt phân bổ vốn. Thưa quý vị, trong dịp mừng lễ kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức bắn pháo hoa do không được sự chấp thuận của Trung ương. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức bắn pháo hoa vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Nếu được chấp thuận, thành phố dự kiến sẽ tổ chức bắn tại 4 địa điểm gồm nóc hầm Thủ Thiêm, công viên văn hóa Đầm Sen, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, tại hội nghị về tình hình kinh tế văn hóa xã hội tháng 4 của thành phố diễn ra sáng ngày 27 tháng 4, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban Bí thư đã có thông báo không đồng ý với đề xuất bắn pháo hoa 15 phút đêm 30 tháng 4 của Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua thì Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 45 năm tình hữu nghị Việt Nam Ấn Độ với những màn trình diễn đặc sắc. Sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của Đại tướng Tiến sĩ Vijay Kumar Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Ấn Độ và 25 năm thiết lập đối thoại ASEAN Ấn Độ, mang tên Maitri có nghĩa là tình bạn. Chương trình biểu diễn nghệ thuật do Đại sứ quán Ấn Độ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của các thành viên chủ chốt của cộng đồng Ấn Độ tại Việt Nam. Tại sự kiện, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã cùng thực hiện nghi lễ thắp đèn truyền thống của Ấn Độ. Trong đêm diễn, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn lôi cuốn của đoàn múa Ấn Độ do bậc thầy Jayarama Rao dẫn đầu,
với sự kết hợp của 4 điệu múa cổ truyền Ấn Độ. Tiếp theo là màn biểu diễn kết hợp của dàn nhạc giao hưởng quân đội Ấn Độ và dàn nhạc dân tộc nhà hát ca múa nhạc quân đội Việt Nam, với các tiết mục mang âm hưởng truyền thống kết hợp nét hiện đại, pha trộn những nét đặc sắc văn hóa hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Việt Nam Ấn Độ. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: năm nay Việt Nam Ấn Độ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, và với mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước, tôi nghĩ đây sẽ là năm của tình hữu nghị Việt Nam Ấn Độ. Theo chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, sự hợp tác với ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng là một phần quan trọng trong cách tiếp cận kinh tế của Ấn Độ trong khu vực này. Sự nâng cao quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thành đối tác chiến lược toàn diện là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mong muốn của các nhà lãnh đạo chính trị nhằm tạo ra sự hợp tác mạnh mẽ hơn vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của khu vực. Sau thành công của hai lần tổ chức tại Hà Nội, thì chương trình đào tạo kỹ năng cho các nhà môi giới bất động sản Expert Talk lần 3 đã đến thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 1.000 nhà môi giới bất động sản tham gia với chủ đề Kỹ năng bán hàng đỉnh cao do tỷ phú bất động sản Singapore Ismail Gafur trực tiếp giảng dạy. Với hai nội dung chính là thiết lập tư duy bán hàng và 10 cách đẩy mạnh sale và bứt phá, tỷ phú bất động sản Singapore Ismail Gafur đã truyền đạt cho hơn 1.000 nhà môi giới bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh kinh nghiệm bán hàng, nâng cao doanh số và lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Ông Ismail Gafur là người có tác động tích cực tới thị trường bất động sản Singapore. Doanh nghiệp Robnex ông đang quản lý hiện có tới 6.000 nhà môi giới chuyên nghiệp, chiếm trên 30% thị phần bất động sản tại đảo quốc này. Theo ông Ismail Gafur, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, hiểu biết sâu sắc sản phẩm, kỹ năng phân tích tài chính là những kỹ năng thiết yếu cần có ở một nhân viên bán hàng đỉnh cao. Đầu tiên, một người làm môi giới cần có kỹ năng nói chuyện trước đám đông qua cách học giao tiếp, tiếp cận khách hàng. Sau đó là khả năng thấu hiểu sản phẩm bất động sản mà mình phân phối để giải thích, giới thiệu cho khách hàng. Thêm nữa, kỹ năng phân tích tài chính cũng cần có ở người làm môi giới giỏi. Hơn hết là họ phải biết xác định đối tượng khách hàng, ai cần giới thiệu sản phẩm, ai cần thuyết phục mua hàng. Từ đó giúp họ có được những phi vụ mua bán thành công. Và sau cùng là kỹ năng chăm sóc khách hàng, giữ vững mối quan hệ với khách hàng của mình. Chuỗi chương trình đào tạo kỹ năng cho các môi giới bất động sản Expert Talk do trang tin bất động sản.com.vn tổ chức với mục tiêu nâng cao kỹ năng cho các nhà môi giới bất động sản tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội kết nối, giao thương giữa các nhà môi giới, các doanh nghiệp bất động sản với nhau. Dự kiến thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các thành phố lớn để hoàn thiện sứ mệnh, nâng cao năng lực và chất lượng nhân sự ngành môi giới tại Việt Nam. Thưa quý vị, sau đây sẽ là các tin tức có trong phần tin thế giới. Tổng thống Donald Trump sẽ tái đàm phán hiệp định NAFTA thay vì hủy bỏ. Tài xế Tây Ban Nha biểu tình phản đối Uber và Cabify.